Dạ Quyền xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị mình đã đến với kênh channel của Quyền Cầm Ốc. Và ngày hôm nay thì Quyền đang có mặt tại Thế Đồng Điện Máy Xanh để cập nhật giá dòng điện thoại của Xiaomi. Xem tuần này dòng điện thoại Xiaomi có chương trình giảm giá và khuyến mãi gì tại Thế Đồng và Điện Máy Xanh. Xin mời cô chú anh chị mình hãy cùng nhau theo dõi video này. Đầu tiên sẽ là dòng điện thoại Xiaomi Redmi 12C. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu về dòng điện thoại Redmi 12C với một thiết kế nguyên khối nhựa các bạn nha. Mặt lưng thì chúng ta sẽ có nhám nè, hạn chế bấm vân tay, và chúng ta sẽ nhìn kỹ có những cái làn sọc như thế này. Nổi bật với cụm camera với độ phân giải camera chính là 50, camera phụ là V. Ở đây các bạn, cái độ phân giải là QVGA các bạn nha. Bên đây thì chúng ta sẽ có cảm biến vân tay, đèn trợ sáng. Máy thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm nắm cũng khá là ôm tay về cái độ đầm tay nữa các bạn nha. Màn hình của máy cũng khá là lớn, 6.71 inch, độ phân giải là HD+. Và máy được trang bị con chip là Helio G85 8 nhân, RAM 4, bộ nhớ 128 hoặc là 64GB tùy theo bản mà chúng ta lựa chọn. Ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị một camera selfie dạng hình giọt nước với độ phân giải là 50 cell, pin 5000 và sạc nhanh là 10W các bạn. Máy cũng rất là ok. Bên trái chúng ta sẽ có chỗ để khay sim, phía dưới là miếng thoại sạc và loa. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn tăng giảm lượng, phía trên cùng chúng ta sẽ có jack 3.5. Đây là một trong những dòng điện thoại giá rẻ của Xiaomi với một cái thiết kế cũng rất là đẹp các bạn nha. Xiaomi Redmi 12C với mức giá hiện tại là 2.890.000 dành cho phiên bản là 64GB và phiên bản 128GB là 3.090.000, và chúng ta sẽ được giảm từ 600 đến 1 triệu nha. Note 12 4GB 4.990.000 và chúng ta sẽ được giảm 400, chỉ còn 4.590.000, và có hỗ trợ góp không dòng lãi suất tại Thế Đồng và Điện Máy Xanh. Đây là một trong những dòng điện thoại Quyền đánh giá khá cao về cái thứ nhất là về thiết kế cũng như là hiệu năng của máy. Máy được thiết kế mặt lưng nhám, hạn chế bóng vân tay và chạy xước, nổi bật với cụm camera gồm có 3 cam và một đèn LED. Độ phân giải của camera chính là 50, camera phụ nhất là 8 và cam phụ còn lại là 20 cell, pin 5000 và sạc nhanh là 33W. Cái cạnh bên được quát phẳng như thế này các bạn, rất là tinh tế các bạn nha. Phía dưới chúng ta sẽ mic thoại sạc và loa, bên phải chúng ta sẽ nút nguồn tăng giảm lượng, phía trên chúng ta sẽ có jack 3.5, mic thoại hỗ trợ khi chất record hoặc quay video, và chúng ta sẽ có thêm một cái hồng ngoại để điều khiển các thiết bị trong gia đình. Bên trái sẽ có chỗ để khay sim. Ok, về màn hình thì chúng ta sẽ có màn hình là 6.67 inch và độ phân giải là Full HD Plus, và chúng ta sẽ có tần số quét lên đến là 120Hz. Bên cạnh đó thì mức độ hiển thị của màn hình rất là đẹp nhờ tấm nền AMOLED các bạn nha, quá là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một con chip đến từ Mỹ, đó là con chip Snapdragon 685 8 nhân, và RAM thì chúng ta sẽ có là 4GB và bộ nhớ trong 128GB và tùy theo nguyên bản mà chúng ta lựa chọn các bạn nhé. Camera selfie là dạng hình đục lỗ nằm phía trong màn hình như thế này với độ phân giải là 13 chấm thì đáp ứng đủ cho chúng ta chụp ảnh quay phim từ camera selfie. Pin 5000 và sạc nhanh là 33W, sẽ không mất quá nhiều thời gian mình để chúng ta sạc đầy pin này đâu các bạn ơi. Với tốc độ sạc nhanh 33W này, với mức giá cực kỳ ưu đãi cho chúng ta, 4.990.000 giảm còn 4.590.000 tại Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Cô chú anh chị mình có mua góp thì đến ngay Thế Động Điện Máy Xanh, nhớ mang theo căn cước công dân và số tiền trả trước đâu đó dao động từ 30% đến 40% ha, tùy theo ngân hàng mà chúng ta lựa chọn nha. Note 12S là một trong những dòng điện thoại cũng khá là hot trong thời điểm hiện tại các bạn, với một mức giá là 6.690.000 mà chúng ta sẽ được giảm 500.000 đồng, chỉ còn có 6.190.000 thôi. Và đây là một trong những dòng điện thoại khá là đẹp các bạn nha, khá là độc đáo luôn các bạn. Mặt lưng nhám, hạn chế bóng vân tay và chạy xước, nổi bật với cụm camera. Chúng ta sẽ có 3 camera ở đây, với độ phân giải của camera chính lên đến là 108 megapixel các bạn nha, có 2 cam phụ, đèn LED ở đây, tuyệt vời. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một màn hình là Full HD Plus, là độ phân giải của màn hình đây cho các bạn xem.
và tần số quét của màn hình lên đến là 90 Hz các bạn nha. Màn hình là 90 Hz và chúng ta sẽ có tấm nền của màn hình các bạn là AMOLED nè. Đó. Lo thì được lo kép và được trang bị con chip là G96. Camera selfie đục lỗ nằm ngay trong màn hình là 16 megapixel. Rất là tiện lợi. Pin 5000 và sạc nhanh là 33W. Đây, chúng ta sẽ có lo kép nha, lo kép ở dưới. Một cái lo ở trên, hồng ngoại, mic thoại và jack 3.5. Bên đây thì chúng ta sẽ có chỗ để cây sim. Phía dưới là mic thoại sạc và lo. Bên phải nút nguồn, tay giảm lượng. Máy cảm giác cầm nắm rất là ôm tay. 6.690 và chúng ta sẽ có mức giá giảm là 500.000 đồng các bạn nha. Chỉ còn 6.190.000 tại Thế Rộng Điện Máy Xanh và có hỗ trợ góp 0% lãi suất cho chúng ta. Quá là ok luôn, không còn gì để chê. Đến ngay Thế Rộng Điện Máy Xanh để chúng ta thể trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Còn một cái Quyền chưa nói đó là dung lượng RAM là 8GB và bên trong là 256GB. Khá là ok các bạn nha. Đó, tùy theo mà dung lượng mà bộ nhớ mà chúng ta lựa chọn. Và đây là Xiaomi Redmi Note 12 Pro các bạn. Mặt lưng nhám, không nổi bật với cụm camera nè. Mọi người thấy cụm camera không? Camera chính lên đến là 108 megapixel và chúng ta sẽ có một cái màn hình tuyệt đẹp và tần số quét là 120 Hz. Đây, những thao tác nút chạm trên màn hình cực kỳ mượt mà. Các bạn nha, màn hình khá lớn luôn các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị một con chip cũng khá là mạnh đến từ Mỹ các bạn. Đây là cái chip Snapdragon 732G các bạn nha, 8 nhân và có hỗ trợ mạng 5G chúng ta. Không, dòng chip này sẽ không có hỗ trợ mạng 5G các bạn nha. Sorry các bạn. Này chỉ 4G thôi. Và tốc độ sạc nhanh của dòng điện thoại này thì chúng ta sẽ có một tốc độ sạc lên đến là 67W. Quá là ok luôn các bạn ơi. Đó với dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12 Pro 128GB nè. Pin thì 5000 các bạn. Chung là thao tác vuốt chạm nó cực kỳ mượt. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm trong màn hình các bạn nha. Mức giá hiện tại là 7.190.000 và chúng ta sẽ được giảm từ 200-600.000 trong vòng quay may mắn các bạn nha. Còn biên bản 256GB là 7.990, giảm còn 7.690. Đó với Note 12 Pro 5G thì chúng ta sẽ có mức giá là 9.490, giảm 500 còn 8.990 và chúng ta được hỗ trợ góp 0% lãi suất tại Thế Rộng Điện Máy Xanh. Và đây là một trong những dòng điện thoại có trang bị chúng ta một cái con chip mới đến từ MediaTek, đó là con chip Dimensity 1080 8 nhân và có hỗ trợ mạng 5G chúng ta. RAM của máy thì chúng ta sẽ được là 8GB và bộ nhớ trong là 128GB và tần số quét của màn hình cũng là 120Hz nên thao tác bút chạm mượt mà lắm các bạn ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình cũng khá là rộng 6.67 inch. Dung lượng RAM của máy là 8GB, bỏ nhớ trong là 256GB thì các bạn tha hồ mà chơi game lướt web giải trí không lo bị đầy bộ nhớ đâu. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình như thế này với độ phân giải lên đến là 16 megapixel. Pin 5000 hỗ trợ sạc cho chúng ta là 67W, cực kỳ nhanh chóng và rất mau đầy pin. Cụm camera phía sau 3 cam với độ phân giải camera chính 50, cam phụ nhất là 8, cam phụ thứ hai là 2 megapixel. Mặt lưng nhám hạn chế móng vân tay và chạy xước. Đánh giá công tâm thật sự là cái cụm camera của Note 12 Pro 5G nó đẹp hơn các bạn ơi. Đó, nó đẹp hơn. Cái dòng này thì nó nhìn thấy nó xưa xưa làm sao á. Đó. Theo quan điểm cá nhân của Quyền thì Quyền thích cái cụm camera như thế này hơn. Pin thì 5000, sạc nhanh là 67W, tuyệt vời mặt trời. Rồi, cô chú anh chị mình quan tâm đến dòng sản phẩm này thì có thể đến ngay Điện Máy Xanh Thế Giới Di Động gần nhất để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Còn nếu ở khu vực Cầu Kè, đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè, cô chú anh chị bạn mình nha. Mức giá là 9.490, giảm còn 8.990 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất tại Thế Rộng Điện Máy Xanh. Xiaomi Mi Band Line 5G
11.490.000 giảm 1.000.000 cùng 10.490.000 hỗ trợ góp không nhau ra sức tại Thế Động Điện Máy Xanh. Máy thì chúng ta sẽ có một cái màn hình cong. Đây, màn hình cong tuyệt vời mặt trời luôn. Vuốt thì không cần phải bàn đâu các bạn, nó nói chung là nó mượt ơi là mượt. Màn hình là 6.55 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Chip là sử dụng con chip Snapdragon 7 Gen 1 8 nhân, RAM 8 bộ nhớ 256. Chúng ta sẽ có cụm camera phía sau rất là nổi bật các bạn nha, nhìn rất là lạ mắt. Độ phân giải 50, cam phụ nhất là 8, cam phụ thứ hai là 2 pixel. Và chúng ta sẽ có một cái mặt lưng bóng và bo các góc cạnh như thế này, cầm lên một cái thì thôi thôi các bạn ơi, sướng tay ôm tay coi như cầm cái màn hình vậy các bạn. Cái viền nó cũng khá là mỏng nha, đó tại vì màn hình nó bo cong các bạn, nên cảm giác như là mình cầm cái màn hình không. Ở đây chúng ta sẽ có camera selfie thì 2 cam là 32 pixel và 8 pixel, là camera kép selfie 4500 là pin pin sạc nhanh là 67W. Về kết nối thì chúng ta sẽ có hồng ngoại nè, mic ở phía trên bên trái, chúng ta sẽ có nút nguồn tăng giảm lượng. Phía dưới chúng ta chỗ để sim, mic, thoại sạc và loa. Bên trái sẽ không có phím bấm đâu cả. Nói chung là máy này đánh giá khá là cao vì nhan sắc của nó rất là đẹp. Với mức giá hiện tại là 11.490.000 tại Thế Động Điện Máy Xanh. Và nha, giảm 1.000.000 đồng, còn 10.490.000 vẫn hỗ trợ góp không dòng loại sức cho chúng ta. Quá là tuyệt vời, đến ngay Thế Động Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm của Xiaomi các bạn nha. Cô chú anh chị mình thấy như thế nào về dòng điện thoại của Xiaomi tại Thế Động Điện Máy Xanh, mức giá và cũng như chương trình khuyến mãi, đâu là dòng điện thoại mà cô chú anh chị mình thích nhất? Hãy bình luận dưới video này cho mình biết với nha. Và đừng quên hãy đến ngay Thế Động Điện Máy Xanh để chúng ta cùng nhau trải nghiệm dòng sản phẩm của Xiaomi. Và lời cuối, Quyền xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn mình đã luôn theo dõi ủng hộ Quyền trong suốt khoảng thời gian qua. Và cảm ơn chân thành nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe nha.